Nó mà rửa các cái lá này đi, rửa nhẹ nhẹ nó đi, cho nó còn bẩn, nó còn được đấy, cái kéo này mà nó khổ đưa ra tìm thấy tao gửi vườn con, à đây rồi, Nhiên hai thế không Nguyễn Nhiên? Hai thêm không? Hai thêm khế không? Nhìn như cái đào ăn tết. Đưa qua đào. À, do chụp đen lên. Nó còn đỏ tươi còn giống hơn. Bên này nó còn già hơn. Nay nó bị nó xuống màu rồi. Nhưng cây đào bắt. Đấy, nó mơ về nó ốp tứ rồi. Tốt, người ta không ăn thì mình biết ăn gì. Cái món đấy, ai ăn được thì ăn, không ăn thì ăn. Tôi làm một nương chén. Trứng gà đấy thì nhất rồi. Tôi gì thì không ăn. Trứng gà rồi. Vừa chứa đường ngọ vừa khỏe về tiêm. Có ai người ta tiêm thì có được việc khác. Người ta mình không, người ta không ăn thôi. Mình ăn cái món của mình. Món của mình cứ về mình ăn. Để thấy ngon. Hai cái quả chín nó nhai luôn này, không phải nhai luôn này luôn. Nó không ngọt nhưng mà nó rốt rốt luôn. Quả chín ăn. Còn ngon không? Hoàng ông đâu nhỉ? Hả? Hoàng ông đâu nhà? Ông về. Nhà hái cũng có, nhà giấy cũng có, cốc có trái rồi. À, cốc có trái rồi. Cóc có giống cóc này nè. Cóc đâu anh được, còn cóc mà cóc trên đầu không, không anh được. Đây cái cây hoa con cũng ươm rồi này, nó lên hoa đẹp như này. Hai ba mấy cây này đấy. Không. Đây. Ừ. Ờ đây đó, đây cái đây. Có nhiều mà đẹp lắm. Đây cái này về chỉ việc thôi. Chỉ việc để cho thay cái chậu đẹp mà để nó. Trên bảng cũng đẹp. Cái hoa quanh năm. Đây này. Không, cái hoa này thì cái màu khác, cái con cắt cái cành kia là màu khác. Hai màu. Rồi gần nó luôn. Gần cái kia vô luôn đó. Rồi cho nó rồi. Không. Mà mua một cái chậu con như này này. Một cái chậu, chậu nhựa á. Mà màu trắng ấy, đẹp ấy. Xong bạn nâng cái này ra mà đặt vào. Bạn lấy kéo và cắt cái này đi này. Lấy kéo cắt cái này đi. Xong ba phủ thêm rơm dạ hay là sơ dừa phân đấy. Sơ dừa thôi cho nó sạch. Xong bắt đầu nâng cái cây này đặt nó vào. Là để trên bảng cũng đẹp. Đúng rồi, cái này trồng trên đầu trồng cứ mà cứ nhiều nó cũng nói là khô. Cái này khô cành nó mới chỉ. Nó chỉ khô cành. Trong cháu bữa trước mình vẫn trồng nó ngoài kia. À, cứ ông trên cũng chào kia mà hôm nay mấy năm trời nó lên, con nói là cái này nó phải vô chậu nó mới lên nó. Khô kềnh, nó kiểu là nó cành cỗi nó mới lên. Nó ở đất cát, đất đồ, đất mà không có chắc là nó mới lên. Mấy trên năm trời lên mất hồi kia mà nó không lên, nó vô chậu nó mới lên, y gần vô chậu nó lên luôn. Cây xương rồng này. Cây xương rồng này.
con chuyển tiêu rồi. Rơi chảo nó lên còn ngoài ốc lên này. Phải cho mấy cái hột thân con tròn đấy. Ừ. Xong mất cho ẩm nước thì nó tốt ghê đó. Hoa nó cứ quanh năm thôi mà đẹp. Cái chuyện vui có hài tình, không có đây gì đâu. Bếp hay đựng đồ các thứ. Cái chồng con này qua để ở trên bàn mà hay pha sữa hết. Còn lên cái tờ tranh đó, mình họ đến cái đẹp. Mình thấy to lên này. Đấy, cái tóc đấy là cái tóc đấy. Đấy, còn cái kia nó đẹp. Đậu đũa, đấy, đang lên trái. Nhưng mà đang mua giống đậu xanh. Đậu trắng, đậu xanh nó cứng. Dạ. Nó cứng, chai. Rồi trước ngoài văn quán là cứ mua đậu trắng nó ngon, đậu xanh cho. Lấy cái canh nhỉ? Cứ con cứ rửa sạch xong thái nhỏ ra, xong mình con ăn là chỉ còn một quả trứng thôi. Là con ấy làm ăn tiêu bụng tiêu dạ tốt giải độc ké hả thôi rồi hả miệng lúc nào đút đi thôi rồi hả miệng ăn sao sao đút thêm miếng nữa bạn hả miệng ừ. 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 Dạ, bây giờ trước nha. Ngày hôm qua mày hôm kia mày vô mày sạc từ đường trước ra sau luôn ra tốt mà đường sạc bỏ cầm lại nữa anh không cửa nó là dân tộc bà đến nhà bà bỏ cửa bà chứ nhà này đang tìm chùa phải không từ đâu có ai tìm nhưng mà nhà này còn mấy con rùa ở trong rùa đó nên không nhưng mà đâu có ai tìm tôi là thấy ở ngoài một cái gác ở đầu đường đang ở đây những người ở nhà này con rùa bị cho cắn mẻ hết cả mưng phải rùa nhà không biết phải không mà ở trong vườn có mấy con chị chưa gặp bao nhiêu con mà bị con chó cắn mẹ luôn con chó bây giờ bị gì nó cắn ăn bữa em nha con trong nhà ngày nào đi tìm hết